Thì cái điểm hay ở chiếc đồng hồ này á, khi mà chúng ta đeo tay nào thì chúng ta có thể là đổi vị trí của mỗi bên cái phần dây đeo này. Phần kết nối giữa dây đeo với phần thân vỏ của đồng hồ, hai bên hông sẽ có hai điểm nhấn màu đen. Và điểm nhấn này không phải là một điểm để trang trí điểm nhấn không, mà chức năng là để tháo rời dây đeo ra nữa. Chúng ta sẽ nhấn vào cái chốt này để rút cái dây đeo ra, chúng ta thay dây khác vào rất là đơn giản, ai làm cũng được. Thể thao mà thời trang mà cá tính với màu đen mix với màu cam, tạo nên một điểm nhấn và một điểm nổi. Khi chúng ta đeo chiếc đồng hồ này sẽ tạo sự chú ý và sự thích thú bởi những người xung quanh. Cái này nó cũng có một cái điểm hay nữa là khi mà mình đeo, ví dụ như Kỳ Lăng đang đeo chiếc đồng hồ bên tay phải, thì cái đầu dây nó sẽ nằm như thế này là thuận tay. Nhưng mà khi mà đeo bên tay trái thì nó ngược lại. Thì cái điểm hay ở chiếc đồng hồ này á, khi mà chúng ta đeo tay nào thì chúng ta có thể là đổi vị trí của mỗi bên cái phần dây đeo này. Và lưu ý là khi chúng ta lấy ra thì chúng ta nhấn vào cái chốt này, thì khi đẩy vào cũng vậy, mình không cần nhấn cũng được, mình đưa vào nhưng mà nó sẽ kêu cái tiếng âm thanh vào khớp. Thì để mà bảo vệ của bên là tại người nên chúng ta sẽ nhấn giữ chốt và đưa vào để nó tránh cọ sát giữa cái phần chốt bên trong với phần thép này để tránh mòn đi, thì cũng là một cái điều chúng ta nên sử dụng như vậy. Còn không thì chúng ta đẩy vào cũng được, nó sẽ kêu âm thanh như thế này. Còn Kỳ Lăng thao tác thì thường Kỳ Lăng giữ cái chốt này và Kỳ Lăng đưa vào nhẹ nhàng và êm ái vô cùng.